Hello, chào các bạn, trở lại với kênh Dạo Vlog Channel. Hôm nay mình vừa xong cái bản quy hoạch của con khu chức năng đi lại 1/2000 của Bãi Vòng. Thì hầu như là những cái con khu chức năng của đảo Phú Quốc mình đều có view và chia sẻ cho các anh em có tham khảo hết trơn rồi. Và hôm nay còn sót lại cái này thì mình làm cho nó đủ luôn, chia sẻ cho anh em khi nào cần. Thì cái từ khóa của mình đó, các bạn có vô YouTube của mình, trang của mình, các bạn có Thảo Điện Phú Quốc đó, các bạn cũng sẽ thấy được. Mình demo cho các bạn coi. Giờ là mình ứng dụng là xem qua Google Maps nha các bạn. Các bạn cứ có cái link chia sẻ mình để ở dưới đó. Các bạn nào cần thì download về mình chia sẻ cho các bạn xem để đi thực địa. Bản đồ này nhằm mục đích chia sẻ nha các bạn. Bạn nào có rồi thì bỏ qua, còn bạn nào cần có thì nhớ đăng ký subscribe để mình có động lực làm chia sẻ cho các bạn. Mình mô cho các bạn coi cái bản đồ nha. Bây giờ mình đang có cái trên laptop và trên cái điện thoại cho các bạn coi. Bây giờ là mình vô cái chỗ đi nè, vô bản đồ nè. Nè các bạn, khi mà ứng dụng các bạn đâu về nó sẽ có như này nè. Đây thôi, Phú Quốc nè các bạn thấy nha. Đây là cái khu vực mà Bãi Vòng nè, mình không thông là các bạn rồi. Đây là cầu cảng Bãi Vòng. Cái phà Thịnh Thế này. Các bạn cứ khi các bạn đau về á, nó nằm ở dưới đây nè. Các bạn nằm ở dưới đã lưu nè. Thì mình chia sẻ, mình có làm cái clip mà hướng dẫn chia sẻ cho các bạn đó, các bạn coi lại clip đó nha. Các bạn ra bấm là đã lưu nè. Các bạn kéo qua, kéo qua chữ bản đồ nè. Thấy không? Bạn nhấn chọn vô. Cái này bạn đã, bản đồ mình đang xài bản đồ mới nha. Bạn chưa cập nhật thì nó hơi khác chút xíu. Các bạn chọn nè, đây nè. Quy hoạch là con khu nè. Đó, thấy không? Đây là phần mô tả mình nè. Đây là kênh của mình là Dạo Vlog Channel nè các bạn. Các bạn cứ xem. Đây là cái mô tả. Có cần thì các bạn số điện thoại của mình như đây. Các bạn có thể chia sẻ lấy bản đồ này, các bạn chia sẻ cho những bạn tiếp theo nha các bạn. Các bạn khi mà các bạn giao về, các bạn muốn coi cái vị trí này nè, nó là đất gì nè, các bạn phóng to lên nó sẽ có nè, nó có nè, nó để nè, nhà nghỉ nè, nhà nghỉ tầng thấp nè. Các bạn bấm vô, các bạn bấm chọn vô nha, bấm chọn vô. Các bạn thấy không, để nhà nghỉ tầng thấp, các bạn nhắm vô luôn nha, nó có để nè. Mình để cái mô tả cho các bạn coi nè, tầng cao tối đa là 1-2 tầng nè, mật độ xây dựng nè là 30% nè. Các bạn thấy không? Các bạn cứ chỗ cái khu vực nào các bạn bấm vô, những ban đầu trước cũng vậy. Các bạn bấm vô nè, bấm vô màu, cái chỗ màu vàng nè. Thấy không? Và là nhà ở biệt thự nè, các bạn bấm vô. Nó sẽ để nè. Tầng cao tối đa là 1-3 tầng nè, mật độ xây dựng 30% nè. Thì mình làm ngắn thôi. Các bạn nào cần thì các bạn vô YouTube, vô cái trang của mình, các bạn vô gõ Thảo Điện Phú Quốc đó, các bạn sẽ thấy được cái những cái clip mà lúc trước mình tải bắt đầu mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn cứ hãy nhớ subscribe và chia sẻ ký ủng hộ nha. Bạn nào có rồi thì biết rồi bỏ qua, bạn nào chưa cần chưa thì các bạn cứ có cái clip mà mình hướng dẫn chia sẻ nhận bản đồ á, các bạn đây nè, mở mô tả cho bạn coi này nè.
đây là những nhíp của mình nè, các bạn thấy không, hướng dẫn nhận chia sẻ nè, rồi các bạn bấm đây nè, đây là nhíp chia sẻ này, và vô rồi, video đây là những nhíp của mình nè, các bạn vô. Đây là mọi người, đây là cái thực tế này của mình nè. Các bạn thấy không? Đây là mình coi trên laptop nè. Các bạn coi trên laptop, các bạn cứ chọn vô. Cũng như vậy các bạn cũng đụng vô, các bạn chọn vô. Nó cũng để nè, cái ghi chú nè, các bạn thấy không? Nhà ở tầng thấp nè. À, 1 đến 2 tầng nè. Độ diện 30% nè. Đó. Rồi. Clip mình cứ tới đây thôi. Các bạn nào thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Và các bạn. Hẹn các bạn ở clip sau nha. Bye.